Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 tháng 2 năm 2022 nhâm dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 2 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 nhâm dần đã đến. Trong tháng 2 âm lịch này thì ai cũng mong muốn là mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là bước sang năm 2022 nhâm dần thì mọi người đều cố gắng nỗ lực không ngừng để tìm kiếm được những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 2 năm 2021 thì những gia chủ tuổi Tân Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 2 âm lịch, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Tân Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 2 âm lịch này. Trước khi bước vào nội dung cụ thể thì quý vị đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Sửu sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp và nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần phải chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng đến con đường quan vận của mình. Gia chủ Tân Sửu cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Sửu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Tân Sửu sẽ có được những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, thậm chí nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân nên những công việc tưởng chừng như khó khăn cũng có thể giải quyết được một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Người tuổi Tân Sửu luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm của bạn thì lại luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng Quý Mão, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn duy trì mức sống ổn định, thậm chí có người có tiền dư giả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có được một cuộc sống chất lượng hơn. Người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Bản mệnh nên năng làm việc thiện,
Có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Tân Sửu cần phải chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bạn cũng sẽ cảm thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Bạn cần phải có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe, áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy lộc tài tháng này, đường nhân duyên của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 phát triển khá tốt đẹp. Bạn thường nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống gia đình yên ấm. Tất nhiên đôi khi những cố chấp, những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong gia đình luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm, trân trọng của nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đối với người tuổi Tân Sửu, trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi trong tuổi Tân Sửu 1961 trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì trong tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được truyền tải trên kênh Phong Thủy Gia Cát.